Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tình hình dịch bệnh tại Quảng Ninh có xu hướng phức tạp, xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, nguy cơ về ổ dịch trong cộng đồng là rất lớn. Từ ngày 24 tháng 10 năm 2021 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận 70 ca F0, trong đó có 42 ca nhập cảnh cách ly và 26 ca F0 nội địa. Trong 26 ca F0 nội địa, có 11 ca trở về từ các tỉnh phía Nam, 7 ca lây nhiễm trong khu cách ly tập trung, 3 ca lây nhiễm từ người thân thực hiện cách ly tại nhà và 7 ca phát hiện tại cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Điểm đáng lưu ý là cả 7 ca này đều được phát hiện khi tới khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế và được xét nghiệm lấy mẫu sàng lọc. Hiện nay đã xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch, có một số lỗ hổng trong công tác giám sát, quản lý đối tượng. Cá biệt có nơi buông lỏng quản lý để người cách ly tập trung tự ý sang phòng khác chơi, nói chuyện. Chỉ khi phát hiện F0 tiến hành điều tra dịch tễ thì mới phát hiện thêm nhiều F1. Tại cơ sở cách ly tập trung không thực hiện đúng quy định sử dụng trang phục phòng hộ, quy trình phòng chống lây nhiễm giữa nhân viên phục vụ với người cách ly tập trung để lây nhiễm cho nhân viên phục vụ, từ đó lây nhiễm cho các đối tượng khác. Điển hình như là ở khu cách ly khách sạn FLC Grand Hạ Long. Đối với công tác tổ chức cách ly tại nơi cư trú, một số địa phương chưa sâu sát thực hiện đánh giá điều kiện cơ sở, còn để người cách ly sinh hoạt cùng người thân trong gia đình, gây lây nhiễm dịch bệnh, đặc biệt là để đối tượng cách ly sống chung với người cao tuổi. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có hai địa phương có ca mắc trong cộng đồng là Hạ Long và Đông Triều. Đây là hai địa phương có dân số đông, giao lưu tiếp xúc, đi lại, buôn bán, giao thông hết sức phức tạp, là điều kiện thuận lợi cho sự lây lan bùng phát dịch ra cộng đồng và lây nhiễm sang các địa phương lân cận. Mặc dù tỉnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 bao phủ đối tượng từ 18 tuổi trở lên đạt 95% mũi 1 và trên 87% mũi 2, tuy nhiên còn trên 20.000 đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao như là người già, người bệnh lý nền, phụ nữ có thai, cho con bú chưa tham gia tiêm chủng và nhóm trẻ em dưới 18 tuổi mới đang triển khai tiêm. Nguy cơ nhiễm bệnh ở nhóm này là rất cao. Sau khi nghe các địa phương và các cơ quan chuyên môn báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo, qua việc xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng cho thấy, mặc dù tỉnh đã có những chủ trương cụ thể rõ ràng và đã có chỉ đạo sát sao, nhưng ở cơ sở thì vẫn lúng túng, bị động trong việc triển khai, nhất là khi xuất hiện các tình huống nảy sinh. Công tác xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng đối với các đối tượng có nguy cơ cao vẫn chưa được chính quyền cơ sở quan tâm thực hiện đúng mức. Để các ca bệnh không thành ổ dịch, không để ổ dịch lây lan trong cộng đồng trở thành đợt dịch, đồng chí yêu cầu các địa phương đang có các ca F0 tại cộng đồng phải quán triệt nghiêm và sử dụng đồng bộ cơ chế biện pháp đã nêu cụ thể trong chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, truy vết kỹ càng, không bỏ sót, đặc biệt là không được chủ quan đối với những đối tượng được xác định bảo vệ trọng điểm, nhất là học sinh. Từ thực tế tình hình hiện nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp các ngành các địa phương phải coi trọng công tác xét nghiệm, tầm soát chủ động. Đây sẽ là chìa khóa để phát hiện sớm, điều trị sớm và can thiệp sớm, cách ly sớm, đảm bảo kiểm soát tình hình dịch bệnh. Trong đó tập trung cho các đối tượng trọng tâm, trọng điểm, những đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng có bệnh nền, trẻ em, học sinh và những người làm công việc kinh doanh có điều kiện. Khi phát hiện ra ca F0, phải kích hoạt ngay cơ chế chỉ đạo từ xã phường thị trấn, gắn trách nhiệm của Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện với tinh thần nhanh nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất. Khẩn trương hoàn thiện cơ chế và các kịch bản phương án đảm bảo công tác y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch ở cấp xã, cấp huyện, liên thông tổng thể với cấp tỉnh, đảm bảo phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội, khả năng ứng phó, năng lực y tế của từng địa bàn. Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn chung về việc tổ chức các sự kiện tập trung đông người như hoạt động tổng kết, hội thảo, hội nghị, văn hóa thể thao, tổ chức lễ cưới, đám hỏi. Cán bộ đảng viên, công chức viên chức phải gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức lễ cưới, đám hỏi với thành phần gọn nhất, đảm bảo an toàn dịch bệnh, tổ chức đám tang với các quy trình được giảm thiểu, phù hợp với tình hình mới. Phát động toàn dân hàng ngày khai báo y tế trên ứng dụng PC COVID, sớm đồng bộ sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ kiểm soát người ra vào tỉnh. Tăng cường truyền thông chủ động để người dân đề cao tinh thần cảnh giác trong phòng chống dịch COVID-19. Chú ý các thông tin về dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, ở các địa bàn giáp danh, các tỉnh khác trong cả nước. Hướng dẫn người dân biết cách tự test nhanh kháng nguyên tại nhà, yên tâm theo dõi, cách ly các F1, chăm sóc F0 thể nhẹ tại nhà, thực hiện điều trị F0 tại tuyến cơ sở, tuyến huyện, tăng cường kiểm tra giám sát, phát hiện xử lý nghiêm và công khai những trường hợp vi phạm các quy trình, quy định về phòng chống dịch. Trong số các ca mắc COVID-19 tại cộng đồng trong tỉnh, thì riêng trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, thị xã Đông Triều ghi nhận 6 ca mắc. Chùm các ca bệnh này được các cơ quan chuyên môn đánh giá là rất phức tạp do chưa xác định rõ được nguồn lây. Theo báo cáo từ cơ quan y tế địa phương, trong chùm 6 ca mắc tại Đông Triều, ca tại phường Hoàng Quế có yếu tố dịch tễ trở về từ khu cách ly tập trung của thành phố Hà Nội, đã qua 7 ngày cách ly tại nhà và có xét nghiệm dương tính vào ngày thứ 8. 3 ca tại các xã Hồng Thái Đông và Hồng Thái Tây thì có 2 ca được phát hiện tại cơ sở y tế sau khi tiếp nhận bệnh nhân nội trú. 1 ca là người địa phương làm việc tại Hải Phòng và phát hiện mắc COVID-19 tại Hải Phòng. 2 ca còn lại phát hiện sau khi khoanh vùng xét nghiệm F1.
Trong số này, có 3 ca chưa thể xác định rõ nguồn lây. Đáng chú ý là toàn bộ các trường hợp này được phát hiện không phải do việc tầm soát cộng đồng của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, mà là do người bệnh xét nghiệm khi đi khám chữa bệnh và qua thông tin dịch tễ từ nơi khác. Cái bệnh mà do COVID ấy, thì đều đa số là không có triệu chứng và không có dấu hiệu chỉ điểm. Cái đặc điểm thứ hai đó là Quảng Ninh chúng ta là có cái tỷ lệ tiêm chủng khá cao, thì các cái dấu hiệu của bệnh lại càng mờ nhạt. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà nó rất là khó trong cái việc mà tầm soát hoặc là kiểm soát cũng như là phát hiện các ca bệnh mới ở cạnh cộng đồng. Và nếu như chúng ta mà không chủ động, không tầm soát thì rất có thể từ những ca bệnh này nó là lây lan ra cộng đồng, không chỉ cho cả địa phương mà do rất nhiều các địa phương khác. Ngay trong đêm qua, thị xã Đông Triều đã kích hoạt phương án ứng phó khi có ca mắc không rõ nguồn lây trên địa bàn. Thôn Lâm Xá 1, xã Hồng Thái Tây và thôn Tân Lập, xã Hồng Thái Đông đã được phong tỏa. Lực lượng công an và y tế địa phương đã vào cuộc truy vết các F0, lấy mẫu trên 2.000 trường hợp có liên quan hoặc có nguy cơ cao. Việc này được đánh giá có ý nghĩa quyết định nhằm tầm soát, phát hiện sớm các ca mắc còn trong cộng đồng, chặn đà lây lan dịch bệnh trong tình hình chưa rõ nguồn lây. Song song vừa xét nghiệm test nhanh và vừa xét nghiệm lấy mẫu để xét nghiệm PCR, thì đến thời điểm bây giờ là lấy được hơn 2.000 mẫu. Chúng tôi đang khớp mẫu và chúng tôi đã chuyển đi được 1.500 mẫu xuống 5 đơn vị lớn theo phân cấp của CDC, lấy hết tất cả những cái mẫu xét nghiệm của nguy cơ cao. Các phương án khác ứng phó với dịch bệnh đã được thị xã Đông Triều kích hoạt ngay khi có ca mắc. Từ 0 giờ đêm qua đã tạm dừng tất cả các hoạt động vui chơi giải trí, nhà hàng, quán ăn, chợ dân sinh, tạm dừng việc dạy học tập trung tại các địa bàn xã Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây và phường Hoàng Quế. Đối với phương án y tế, đã triển khai thu dung điều trị ngay tại trung tâm y tế theo đúng tháp 3 tầng, từ không triệu chứng đến triệu chứng nhẹ và triệu chứng trung bình đã được hướng dẫn bởi Bộ Y tế. Phục vụ cho bệnh nhân F0 thì chúng tôi đã dành đội ngũ y bác sĩ gồm có chuyên môn, gồm có bác sĩ chuyên khoa nội, rồi là top bác sĩ của hồi sức cấp cứu và cũng như là một số những cái điều dưỡng lành nghề của chuyên khoa về truyền nhiễm sẵn sàng cho điều trị F0 tại nhà. Thì chúng tôi đã vận hành trạm y tế lưu động và hiện tại trên địa bàn xã Đông Triều chúng tôi đã có 21 trạm y tế lưu động đã đưa vào cái khung và đã chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, về trang thiết bị, cơ sở vật chất và địa điểm cụ thể sẵn sàng đi vào vận hành nếu có tình huống xảy ra. Ngay sau khi mà chúng tôi nhận được thông tin trên địa bàn có ca F0 thì thị xã đã chỉ đạo kích hoạt kịch bản. Thế và ngay trong đêm chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thần tốc nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm để mà mục đích là không cho dịch bệnh lây lan ra cộng đồng trở thành những ổ dịch lớn. Thế và tới đây thì chúng tôi sẽ tăng cường chỉ đạo cái việc tầm soát các cái đối tượng có nguy cơ trong cộng đồng. Thế và tích cực giám sát những người ở những cái vùng dịch trở về địa phương. Qua đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại hai xã Hồng Thái Đông và Hồng Thái Tây, từ 14 giờ chiều nay mùng 3 tháng 11, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm thời nâng cấp độ dịch của hai xã này lên mức độ 2, vùng vàng. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tích cực xét nghiệm tầm soát sàng lọc ngẫu nhiên và có chỉ định đối với các trường hợp học sinh có nguy cơ cao. Hàng tuần, trường Trung học cơ sở Kim Đồng phối hợp với trạm y tế phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long tổ chức xét nghiệm tầm soát sàng lọc SARS-CoV-2 theo hình thức gộp mẫu đối với 50 học sinh ở các khối lớp, tương ứng với khoảng 5% học sinh toàn trường. Việc xét nghiệm đảm bảo đúng quy trình, tiết kiệm kinh phí. Hàng tuần, bọn con được test nhanh COVID-19, bọn con cảm thấy rất là yên tâm và đi học an toàn. Bọn con cảm ơn tất cả các bác lãnh đạo tỉnh rất nhiều vì đã quan tâm đến sức khỏe của chúng con ạ. Khoảng từ giữa tháng 10, chúng tôi bắt đầu hướng dẫn học sinh lập một cái nhật ký hành trình hàng ngày. Trong đó thì học sinh ghi rõ những cái nơi mà học sinh đến trong ngày, những cái người mà học sinh tiếp xúc và những cái hoạt động mà học sinh có liên quan đến yếu tố đông người. Cái việc này thì chúng tôi cũng thông báo đến cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh cũng nắm bắt để trên cơ sở những cái thông tin các em cung cấp, chúng tôi lựa chọn những học sinh trong cái vùng đối tượng đó để tầm soát trước.
Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành tầm soát ngẫu nhiên với những đối tượng khác để làm sao cái kết quả tầm soát nó mang tính chất khách quan nhưng chính xác. Với kinh phí từ nguồn ngân sách, hàng tuần sẽ có ít nhất 3-5% học sinh trên địa bàn tỉnh được xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 ngẫu nhiên và đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, có tính đại diện, chống lãng phí. Qua đó nhằm giám sát, phát hiện sớm, sàng lọc nhanh các trường hợp nghi mắc và người có nguy cơ cao. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận ủng hộ của các nhà trường, phụ huynh, học sinh. Với chủ trương của tỉnh để chúng ta xét nghiệm trong một tuần từ 3-5%, đó là một biện pháp rất hữu ích cho các con và cũng như là cho gia đình và cho xã hội để phòng ngừa một cách có hiệu quả COVID. Bản thân tôi là hoàn toàn ủng hộ 100%. Thấy con được đến trường và xét nghiệm như này thì quá tốt, để yên tâm cho con được đi học tốt hơn. Cùng với chủ động xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho học sinh hàng tuần, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch trong trường học, trong đó thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K, coi nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cho học sinh là trên hết và trước hết. Thực hiện quy định về cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt đảng ở chi bộ cơ sở vào ngày 3 hàng tháng. Sáng nay tại thành phố Cẩm Phả, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự sinh hoạt thường kỳ của chi bộ khu 3B, phường Quang Hải. Chi bộ khu 3B, phường Quang Hải có 36 đảng viên, trong đó có 3 đồng chí trên 60 năm tuổi đảng. Những năm qua, các đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. 5 năm liền, chi bộ luôn đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên 97% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Hàng tháng chi bộ duy trì tốt nề nếp sinh hoạt trên cơ sở nội dung được đổi mới theo đúng hướng dẫn của cấp trên, tạo được không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm. Đánh giá lại kết quả thực hiện trong tháng 10, chi bộ thôn 3B đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung vào việc quán triệt sâu rộng tới nhân dân trên địa bàn về nghị quyết 128 của Chính phủ, chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo triển khai chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và ổn định kinh tế xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền và tổ chức tiêm cho 100% người dân có chỉ định. Rà soát danh sách các cháu từ 12 đến dưới 18 tuổi trong và ngoài trường học để tiêm vaccine phòng COVID-19. Kiện toàn thành viên hai tổ an ninh cơ sở và tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19, tổ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Qua thảo luận, các đảng viên trong chi bộ thống nhất thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 là tiếp tục quán triệt đầy đủ nghị quyết số 128 của Chính phủ và chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chuẩn bị tốt cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18 tháng 11 và bình xét phân loại đảng viên cuối năm. Các đảng viên cũng đánh giá cao việc các đồng chí cấp ủy cấp trên về dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở để kịp thời lắng nghe những ý kiến tham góp của nhân dân, đồng thời nắm bắt cụ thể sâu sát nhất các vấn đề nhân dân quan tâm, đặc biệt liên quan tới tình hình dịch COVID-19 hiện nay. Các ý kiến cũng đánh giá rất cao công tác phòng chống dịch của tỉnh. Nhờ những quyết sách chính xác, kịp thời và táo bạo dựa trên các bằng chứng khoa học, kinh nghiệm có được suốt từ năm 2020 đến nay, và nhất là bản lĩnh của người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn nỗ lực hết sức bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. 100% người dân Quảng Ninh đã chỉ định, đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây là niềm hạnh phúc, niềm tự hào rất lớn của nhân dân Quảng Ninh. Dự sinh hoạt chi bộ với đảng viên khu 3B, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận chi bộ đã chuẩn bị chu đáo các bước cho một buổi sinh hoạt. Các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng cao, đồng thời biểu dương những kết quả công việc chi bộ đã thực hiện trong thời gian qua, nhất là lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ở khu dân cư. Đồng chí bày tỏ sự xúc động khi thấy các chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh và của thành phố đã được truyền tải tới nhân dân để mỗi người dân đều hiểu được vai trò chủ thể, trung tâm của mình trong phòng chống dịch. Điều này càng cho thấy chi bộ đã khẳng định được vai trò của mình là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối quan trọng trực tiếp đối với nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đảng viên phát huy vai trò nêu gương, tích cực tuyên truyền nhân dân đề cao cảnh giác, không được lơ là chủ quan, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện tốt 5K, quét mã QR, khai báo y tế theo quy định, tiếp tục củng cố mô hình cộng đồng tự quản phòng chống dịch, thành lập các tổ liên gia tự quản của khu phố, phát huy cao độ vai trò của tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, tại địa bàn khu dân cư, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an phường, thường xuyên đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng nhằm kiểm soát tốt mọi di biến động dân cư, nhất là nắm rõ người mới về từ vùng dịch, hoàn thiện quy ước, hương ước của khu phố theo hướng bổ sung, tích hợp các phương án, biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới. Đối với địa phương, phải quan tâm củng cố năng lực trạm y tế phường.
Ngoài nhiệm vụ phòng chống dịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chi bộ lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ gìn bản sắc văn hóa đất và người Quảng Ninh. Cùng với đó, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn. Với truyền thống kỷ luật và đồng tâm của vùng mỏ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cấp ủy chính quyền cơ sở sẽ là một pháo đài, mỗi người dân của khu phố sẽ là một chiến sĩ trong phòng chống dịch, cùng chung sức đồng lòng để Quảng Ninh thực hiện hiệu quả chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và thực hiện thành công mục tiêu kép năm 2020. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự sinh hoạt thường kỳ của chi bộ khu 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long. Chi bộ khu phố 3 phường Hồng Hà có 226 đảng viên tham gia sinh hoạt. Đội ngũ đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ ở nơi cư trú, địa phương. Trong đó trọng tâm là thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, duy trì phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ liên gia tự quản, cộng đồng tự quản phòng chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định. Tại buổi sinh hoạt thường kỳ, các đảng viên được quán triệt nghị quyết số 128 của Chính phủ và chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo triển khai chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và ổn định kinh tế xã hội, giữ đà tăng trưởng hai con số, trong đó nêu cao vai trò trách nhiệm của đảng viên thực hiện các giải pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Tham gia sinh hoạt cùng chi bộ khu phố 3, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng trước những kết quả hoạt động của chi bộ thời gian qua, nhất là đã lãnh đạo chỉ đạo những cách làm sáng tạo nổi bật, ứng phó kịp thời trước dịch bệnh, giữ vững địa bàn an toàn trong tình hình mới. Trong bối cảnh thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, luôn chủ động, sáng tạo, triển khai các mô hình mới, phát huy vai trò trung tâm chủ thể của người dân, cụ thể là mô hình tổ liên gia tự quản, cộng đồng tự quản phòng chống dịch. Cán bộ đảng viên khu phố 3 tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền địa phương ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh. Cùng với đó, tích cực tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, chủ động thực hiện xét nghiệm tầm soát các đối tượng nguy cơ cao, kịp thời sàng lọc phát hiện nguy cơ mầm bệnh trong cộng đồng, đảm bảo an toàn cho khu dân cư. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Quảng Ninh kiên trì mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2021. Trong quý tư này, tỉnh đã khởi công 4 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư 283.000 tỷ đồng. Đây là nỗ lực của tỉnh tận dụng cơ hội an toàn trong dịch bệnh, tạo động lực cho tăng trưởng dài hạn. Với các giải pháp hiệu quả của cấp ủy chính quyền các cấp cùng niềm tin, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của đảng viên nhân dân toàn tỉnh, trong đó có chi bộ khu phố 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, sẽ góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép của tỉnh, giữ đà tăng trưởng hai con số, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của cả nước. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện kết luận số 19 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Dự tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Quán triệt chỉ đạo việc triển khai thực hiện kết luận số 19 của Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, mục tiêu của chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tạo lập khung khổ pháp lý để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Trong quá trình xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, đặt yêu cầu cao về chất lượng, lấy quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và lợi ích quốc gia, dân tộc làm trọng tâm, bám sát và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tại hội nghị, báo cáo tổng quan về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 và dự kiến kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ, dự thảo kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt ra yêu cầu trước ngày 30 tháng 11 năm 2021, các cơ quan tổ chức cần ban hành kế hoạch và đề án triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị trên cơ sở 137 nhiệm vụ lập pháp cần thực hiện. Dự thảo kế hoạch xác định yêu cầu, phân công trách nhiệm và tiến độ cụ thể đối với việc tổ chức nghiên cứu, rà soát để kiến nghị sửa đổi bổ sung hoặc là xây dựng mới các văn bản pháp luật, pháp lệnh, nghị quyết. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan tổ chức từ trung ương đến địa phương cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới, cải tiến quy trình thủ tục để tăng tính hiệu quả trong xây dựng pháp luật. Quá trình đề xuất sửa đổi bổ sung luật pháp lệnh cần phải siết chặt kỷ luật kỷ cương, nhất là làm tốt công tác chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo lấy ý kiến góp ý, đặc biệt quan tâm phòng chống tiêu cực, tham nhũng, tránh lợi ích nhóm. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hạnh làm việc với đoàn khảo sát của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới về đánh giá hồ sơ đề cử di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà.
Tại buổi làm việc, các bên đã chia sẻ thông tin, thảo luận làm rõ nhiều nội dung liên quan đến việc phối hợp xây dựng hồ sơ đề cử di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, đánh giá sức tải, tác động môi trường của các hoạt động kinh tế xã hội đối với Vịnh Hạ Long, việc quản lý các hoạt động du lịch, vận tải biển, công tác xử lý chất thải, nước thải ven bờ và trong khu vực di sản. Bà Albert Ellen Urica, chuyên gia của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, trưởng đoàn khảo sát, đánh giá cao nỗ lực bảo tồn giá trị di sản của tỉnh Quảng Ninh và sự phối hợp của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng trong hoàn thiện hồ sơ đề cử di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà. Trên cơ sở khảo sát thực địa lần này, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới sẽ có những đánh giá tổng thể việc đảm bảo tính toàn vẹn, các vấn đề trong quản lý bảo tồn di sản của hai địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hạnh khẳng định, tỉnh Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm rất lớn cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Trong đó, hạn chế tối đa tác động đến di sản bằng việc cấm toàn bộ hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trong vùng lõi. Các hoạt động phát triển kinh tế xã hội ở vùng đệm và ven bờ đều đảm bảo tuân thủ các quy định bảo tồn di sản. Tỉnh Quảng Ninh sẽ phối hợp chặt chẽ với thành phố Hải Phòng, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đề cử di sản thiên nhiên cho Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà, đồng thời cam kết tiếp tục bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản Vịnh Hạ Long theo tư vấn khuyến nghị của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới. Sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí tại 61 điểm cầu các tỉnh thành trực thuộc Trung ương. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, sâu sắc về thực tiễn, qua đó vừa làm tốt công tác tuyên truyền, vừa là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp ủy, chính quyền và thực hiện tốt vai trò tham mưu các chủ trương chính sách. Tại hội nghị, gần 1.000 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí được giới thiệu nghiên cứu những điểm mới trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng, công tác xây dựng Đảng, kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng, tìm hiểu về giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng. Qua đó nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ người làm báo, sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng, hấp dẫn về đề tài xây dựng Đảng và hưởng ứng tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Búa Liềm Vàng. Để đảm bảo tiến độ đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả theo đúng kế hoạch thi đua 100 ngày đêm hoàn thành 3 công trình trọng điểm, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung nhân lực thi công các hạng mục mới được bàn giao mặt bằng và bù đắp tiến độ bị chậm do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều trong thời gian vừa qua. Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng thi công một cầu dài 14m và 700m đường qua khu vực cảng Nam Cầu Trắng, chủ đầu tư và liên danh các nhà thầu đã quyết tâm đẩy nhanh tiến độ và đã hoàn thành thi công 50% số cọc khoan nhồi của cầu và cơ bản hoàn thành đắp nền đường lớp đất K95. Các nhà thầu đã huy động tất cả các thiết bị liên quan đến công tác thi công cầu Nam Trắng đến bây giờ là trên 100% để thi công và đảm bảo được cái tiến độ phấn đấu của đơn vị nhà thầu thì là hoàn thành cái công trình này theo cái cam kết của chủ đầu tư với lại tỉnh 31 tháng 12 năm 2021. Cùng với tập trung nhân lực thi công những khu vực đã được bàn giao mặt bằng, liên danh các nhà thầu cũng bổ sung nhân lực thiết bị thi công 3 ca liên tục đối với các hạng mục bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết mưa nhiều trong thời gian qua, như đào đắp nền đường khu vực qua phường Hà Tu, thi công đắp đá và đắp nền đường đoạn trên biển. Sang tháng 10 thì mới thời tiết mới ủng hộ chúng ta là khoảng một tuần trở lại đây. Trên cái tinh thần đó thì nhà thầu đã tập trung nhân lực máy móc thiết bị để tổng lực thi công bù đắp lại những tiến độ chậm trễ do ảnh hưởng thời tiết trong tháng 8, tháng 9. Ngoài các đoạn còn vướng mặt bằng và ảnh hưởng của thời tiết, các hạng mục khác đều đảm bảo kế hoạch đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm. Hiện tại, hạng mục đường dài 18,19 km đã thi công nền được 14,6 km. Thảm nhựa, mặt đường và lắp giải phân cách giữa được trên 11 km. Hai cầu chính trên tuyến đã thi công xong. Riêng hầm xuyên núi đang thi công đổ bê tông vào hầm. Dự kiến trong thời gian khoảng mùng 5 tháng 11 thì chúng tôi sẽ xong hầm phải. Và khoảng 20 tháng 11 thì chúng tôi xong hầm được công tác đổ bê tông hầm trái. Và hiện tại nhà với quyết tâm của nhà thầu sẽ hoàn thành mục tiêu 100 ngày đề ra của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tranh thủ thời tiết mùa khô, các nhà thầu đang tiếp tục bổ sung nhân lực để nhanh tiến độ thi công và đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2021 theo đúng chỉ đạo của tỉnh.